các bạn này, hôm nay mình cho vào câu hỏi Bảo Lý Sơn nó nằm ở đâu. Đáp án thứ nhất Hà Nội. Đáp án thứ hai Ba Vì. Đáp án thứ ba là Quảng Ngãi. Đấy, chọn đi. Tôi đảm bảo là em chọn Ba Vì anh ạ. Nếu mà hỏi ý kiến khán giả ở đây ấy, thì nhân vật đầu tiên chúng tôi hỏi đó là bạn Gà Bông. Gà Bông. Gà lai chó. Bạn ấy chọn 99% là nó nằm ở Ba Vì. Bởi vì hôm nay chúng tôi đi Ba Vì. Đấy, nó tin tưởng lắm. Đấy là cầu vấn đại chó. Tin tưởng của mình. Chắc chắn là ở Ba Vì sắp có hoàn quan HD982.